một sĩ quan cảnh sát đứng gần quán rượu Mew, nơi các nhà điều tra Anh phát hiện dấu vết chất độc thần kinh Nap X Hooker. Ảnh Sputnik. Theo đại sứ Nga tại Anh Alexander Zakapener, gần như toàn bộ các bằng chứng do các nhà điều tra Anh thu thập được trong vụ việc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở Sainsbury, Anh đang bị phá hủy. Gần như toàn bộ sẽ không còn cơ hội kiểm tra lại số chứng cứ này nữa, đại sứ Zakapener trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình do CR24 vào hôm qua 4.8. Bên cạnh đó, ông Zakapener cũng cho biết thêm rằng các nhà điều tra Nga đã luôn sẵn sàng tới Anh để thực hiện một cuộc điều tra chung với chính phủ Anh nhưng phía London đã từ chối việc này. Các nhà điều tra của chúng ta sẵn sàng bởi nước Nga muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không chắc rằng phía Anh sẽ đồng ý với lời đề nghị này. Thế nhưng, Moscow vẫn chờ London cân nhắc, ngài đại sứ nhấn mạnh. Trước đó, vào ngày 4.3, hai cha con Sergei Skripal và Daniel Skripal được phát hiện bất tỉnh tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Sainsbury. Ngay sau vụ việc, Anh và các đồng minh phương Tây đã cáo buộc tình báo Nga đã thực hiện vụ ám sát với chất độc thần kinh A-234 hay còn được biết đến với cái tên Nap X Hooker. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, London vẫn chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào đủ thuyết phục để củng cố cáo buộc của mình. Tách, cựu điệp viên Nga bị đầu độc, vụ cựu điệp